bao xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái, phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành. Một bầu gió mát trăng thanh, đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo, đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Một bầu sơn thủy thông dòng, đồng đăng biên giới thì cùng thất thế, trăm thứ quả hải về rừng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình.
thông a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng ân lai vốn dòng sơn trang tính trầu hay măng trúc măng giang măng tre măng ngứa thơm lan chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à cất tay tiền múa song đăng song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa nhớ xong tình sao đầu sông ngân hà à ơi lên họ dương con nam mô a di đà phật xin phép các thủ nhân đồng đền đồng điện ạ cùng tân pháp sư các thanh đồng đạo quan đồng anh lính trị bất gia trong họ họ lấy con xin được quan tế và hầu cha hầu mẹ con nam mô a di đà phật xuân thiên cung tỳ bái đạo cung tỳ mời thanh mộng lai đại đàn duyên thiên tiên cung tỳ mời mẫu đệ nhất cửu trung thiên thành vân công chúa thượng thiên giáng vị thái thốt quê phủ dày an thái thôn quê nghĩa thiên bản nhà lê cài chân quả thực dâng lên đăng xa quả thực dâng lên lòng tín bái chúa liên kiều trung chiến đan hải ngạn lô nhiệt minh thương gia lô từ bầu lượng lô hương hòa đội đắc thanh đường chí thâm kim tương nhân chú biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát nam mô hương vân cái bồ tát ma tát sa loa thanh sa
đệ nhị thánh thiên cung thỉnh mời đệ nhị thánh thiên vốn xưa sinh thành trong đền đệ sau sơn mùng ba tháng tiền giờ dần ngày mùng ba tháng tiền xe loạn sớm lạnh cõi tiền ai thường ấy hai năm đêm thương anh nhớ không ngờ rằng đến nơi hay duyên luôn những đeo phiền luôn quan luôn những đeo phiền thục nguyên nào biết mình mày thảm sầu dương chi tinh thủy biên sai tam thiên tuân công bát đức lợi nhân thiên pháp giới bằng thăng thiên diệu tiện đô nhân và diệt hóa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát ta tát nam mô thanh lương địa bồ tát ta tát nam mô thanh lương địa bồ tát ta tát sa loan thanh thái sa ngồi gồm trên dương thế có nhà nho sĩ văn tú tài lão nghệ là tên nhờ nguyên trẻ thơ nhờ ấm thương nguyên sôi kinh nông sử hằng chuyên nghiệp đời thanh mẫu đệ tam cung thỉnh mời thanh mẫu đệ tham xích lân long nữ ngự miền đẹp ngoài cung sớm kết loan phòng trang kính xuyên sớm kết loan phòng thả mai tiểu thuyết mơ đem lòng gieo dưới đỉnh chân nhang phân khởi xuống thiên thượng đệ tử kiệt thành nhiệt tài kim đô phong phảnh khắc nhân luân tức biến mang thập phương tịnh nhật ra du biến đàn yếu thai chương nam mô hương cúng giang bồ tát ta tát nam mô hương cúng giang bồ tát ta tát nam mô hương cúng giang bồ tát ta tát dục nhan khai quang thập kỳ diệu quang biên chiêu tư dung ngã tích tăng cung vàng ký bụng hoàng thân cẩn thành chúa tiên trung vương sa loan thanh thanh xa hồi ung tam quan chiếu bao la quân thần dân chiếu văn quân thần anh linh sắc sáng ân cần ai giúp tôi vốn tội tôi đôi lên tả hư đủ mọi tài trở đầu ngàn qua không sai đội lệnh quốc gia xăm xăm chỉ nẻo hố đường hoa tức thì đó
phạm minh nam thành đánh đông mi dẹp bắc tung hoài khắp mọi nơi. Hãy
Niên Phong nè, Hà Thanh Hải Yên nè, Triều Phúc Sinh xuất hiện nè, Nam Bang Tường Vân nè, Ái Đại Lưu Quang, Hoàng Thiên Tích Mệnh, Nam Bang Ngài Giang Trần. Quân nơ kéo đi đường đường chính chính, cơ đội đạo nghiêm chỉnh trước sau, thanh ra hồn đời chân đi chân ta làm hài đức đức bị tàn gai dòng sói kim chi giáp mã truy tùy bao phen giáp mã truy tùy đã vu hoa sắc ngài lại đi phạt đò sập thanh xa hồi cùng hoài đường hoàng thiên vương cô đệ nhất phủ mạc vương là đất nơi sầm oanh ngọc diệp rành rành kim chi ngọc diệp nè rành rành thái sư nhất phẩm quyền hành nghề ai đã thành xa hồi cùng tên gọi đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại hoàng thông minh chính trực cô đảm đang ở trên đời thánh mới ơi đức ông phò mã kết duyên lành vẹn đạo hảo khang ngàn năm mơ bia tác đá vàng mọi nhà vinh hiển vẻ vang gương cô hòa lòng suốt tờ mờ trầm xa cửa suốt tờ mờ chiếc thoi cô bé lập lờ cửa ông lai láng xa trông bể nào lai láng xa trông chiếc thoi cô bé ngoài biển đông nghe trèo vào thanh xa ngồi buồn gặp trận mưa xa trên trời gặp trận mưa xa Trường Vân ngũ sắc nghe hoa dài cầu hoa mê tích tích đời trần nhớ xưa tích tích cũ đời trần bình sinh cậu bé mười phần cậu tốt tươi bể đào xa trông nghe lai lắng bể đào non xanh nước biếc nghe cậu ra vào hồi sớm thành ra hồi buồn tam quang chiếu bao la thế giới vận nguyệt soi xóm lõi nam thiên nhật nguyệt vô biên đôi vầng nhật nguyệt vô biên gió thu dịu dạt chuông triền nhật quang chính niệm đáng thùa xưa mi tích cũ chốn làng châu thủy tu trung linh đồng cuồng công công chúa mi xa sinh biến xa hủy mang sao dưới trường
chuông giáng trần thoáng thoáng mùi hương hồng hào sang khắp bốn phương. Khắp đâu 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 đâu
danh tiên chùa tự lên triều quốc sử con ghi danh thường Nam Bắc Trung Kỳ. Và lại ra từ chúng đi à. Bài sai đô siêu lục cung nắng 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 ai hôn dòng sơn sang tính linh linh tình tình mặc xúc xúc măng măng sang mặc xem đường hơn lan xa cũng có khi xung lai đi tìm ý à. Sười sười mây trôi hoa thắm tươi sóng 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 đang đang cuốn lượn dòng đi đây họ họ ca vang họ là họ ca vang trước công đồng linh sự nghiêm trang người người hân hoan xúc xúc sự vàng thánh thọ vô cương ca vang lên nhạc xanh hoàn ý an. Hãy
tiên hai hoa phù dung, đôi tay tiên giữa hai hoa hồng. Nào là hoa cúc hoa ai rừng hoa sói hoa đại bồng hoa nào cũng thương. Nào là hoa cúc hoa ai rừng hoa sói hoa làn đồng hoa nào đẹp thương. Dòng bích la nước trong xanh leo lèo dài tô giang uốn éo xinh thay đi. Sông về Bắc Kinh cảnh thánh tu sẽ gầy nghị thủy chúa giáng trần chiến chi ba má nay chúa về sắc giang dương tòa khuôn phù đệ tử vinh hoa đời đời. Con gà rừng niềm mõ tụng kinh, voi quỳ hồ phục dằn linh khấu đầu hồ lang bách bách điều vì sầu. Hồ lang bách bách điều vì sầu vườn rất sai ngọt hồng hào cát hương nghe lời đồng thân chúa bà thương ý. Thành ra hồi cung dâng văn văn tiên chúa nguyệt hồ sơn lâm yên thế là nơi quê nhà. Đình xua quyền nơi ta hỏi thăm ca kết đi vào ý. Thank you.
sầu với em lại quả cao tiền đài hùng sáp sơn màu xanh lam chuông ngự đó mà lòng đau xót nhớ khi xưa thái tổ tiên lễ một người con gái thôn quê một đời làm phúc mi cứu dân ý. Nguyện một đời ba la phúc mi dân tiên sinh truyền phép tên nguyện hồ nay đồn về tới kinh đô vì đồng làm lễ dâng hương dâng lên phật thánh người phương độ trì tay dâng nhang hiền hiền từ bi ý à. Dòng sơn sang tinh tinh bình bình tình măng măng xúc xúc măng sang măng xem đường hơn làm xa vàng 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 miền tai nghe khúc nhạc đầy cung đàn ý à. Cảnh cao băng rừng thiên thác đổ
tinh túc ngàn độc cô vân phong. Đường vào cho đến già lòng con cao trùng điệp thong dòng đi về nguyên bình hiển tích mạc lệ. Phong phong thượng đẳng biển đề tôi linh linh chú bà quản cai các bộ sư tinh linh
dốc thác đổ vì vụ gió ngàn. Ngón tiên xa ngự thành bàn, tay tiên tình tàu ca vang núi rừng. Trừ tai cánh một cho chí canh ai trịch luyện quân tướng đào an thọ thường cánh ba thì chiếu nàng giọt mẹ xưa. Thần cơ phân rõ giả chân bốc bốc linh linh toán nghị người phân vẽ người. Sóng tăng ngang
tưới dương già xây ngàn năm quả nhiều hoa tiên chưa đốt đuốc vào ra sớm chiều tình nhà đình đô mây tình nhà đình đô mây con nắng chứng đi đừng đèo ý à. Dương ai đi mang cầu cam sành na ổi đi tháo dầu kỳ à. Người vẫn vẫn ven người phù linh linh pháp nghiệp cứu người ý à. Phù linh phép nghiệp cứu người quyền cai các bộ chư thần mình lông mò tay then thổ sơn lâm ý à. Bài sai thập nhị tiên là kèn hoa kích cổ hai hàng thiên ca lại sai bách bách bộ nàng hoa phùng châu tiên ngọc bước xa đồng tiền ai mà thành kinh hữu duyên đi à. Ai mà thành kinh hữu duyên cải hưng vi tháp chú thiên như lấy đồ người trần đã sang thành kinh khuyến mời ý à. Sự chiến bao tí à. Về tiên nàng hồn mua là về tiên đây mua ca chim sơn giang tôn linh hài hoa hài hoa tham sinh chín quanh đều con rộn là át cúc ca mùa chiều ca vàng tay đang đi khơi đề bàn núi rừng vàng đem cho trong họ giàu sang mấy đời đời đem cho các nghề hạnh phúc giàu sang dâm phê phẩy điều kiện la lư lường phát ra trăm tiếng thù hường dân gian ai biết xuống bà bói thề à,
sữa bói ra khỏe tốt cưng liền duyên ngay truyền cho xăm lễ cho đầy ý nhà. Xin kêu vượt hót
về đường hoa dễ ngày thiêng số dọn một giờ yên. Ra điện điện khắp một vùng yên lặng mà đêm nhạt nhòa xa xa sáng tỏ biết thì tử vi xem bói như thần. Loài tan bão bất lương chân phàm còn riêng loài bất lương thượng thiên an bài loài bất lương thượng thiên an bài. Chân phàm cao lùng cà phê núi non trắng trắng nước đi hương khê chim kêu vườn hót đêm hàng bầy dân hoa miền sơn động chúa ngồi đàn hát đàn âm dương
ngõ ý hồn thì nhân một đời Chúa làm phúc cứu dân. Trần mây nghe vang vang đâu đây dịu dàng
tiếng đàn ai lúc nhạt mì lục hoa giọng ca ai ai hát dịu dàng ý à. Bề chân trời trẻ già nam nữ khắp đời đi à. Trẻ già nam nữ khắp đời nhất thành cửa Chúa, Chúa thời chỉ cho bói xa hết căn do vận hạn, bói xa người buôn bán thông hành, bói xa ai có của để dành mẹ. Phong hào quang khắp hoa
thế giới. Vâng nguyện mẹ soi trói lọi hư không bốn mùa xuân hạ thu đông. Muôn dân mới biết âm dương phép màu. Tứ lần dần thất bội sao ra tám nghìn tiên nữ dân hoa. Sớm khuya sầu chồng vua cha đi ngọc hoàng. Đàn viên văn sớm dâng lên ngài về tấu đôi chúa phê dành dành đi cho kỳ trường sinh chữ phú chữ quý khang đinh thọ trường về cho sức mạnh đôi đường. Thank you.
dình tâu đôi Phật với tiên đường lối khác xa. Hoàng đế Tinh Quân nè, tức thịnh mời Hoàng đế Tinh Quân nè, hiểu ông giám sát thiên thần ngài giáng sinh. Thanh gia hồi ung bơ phủ vương quan phong tôn thần quan lớn thái tử đệ tam phương vi diệt mạo lòng nhàn khác thường. Hàng dược xuống thiên đường thoải phú, sức võ thần chân thủ lạnh ra. Nhàn ngự ngai vàng nhân nhân khí, nhàn ngự ngai vàng thần du kiểm soát cõi phàm, cõi phàm trần gian. Chiếc thuyền lan nè, ông lớn lớn nổi dòng nghe xích. Còn thu sông thương giờ về tỉnh Bắc nè, quê giang sông lục đầu ấy. Có phen sao sông dâu sông hát đi xuống thác nghi vui chơi mộng yên ẩm xong rồi sai quân biến đi cố xoan đùi cho hoài. Thank you.
chiếc nhang lòng thành dâng một chiếc nhang tấu vì thủy phù dương gian các tòa thiên đình thủy phù diễm ma dưới đền thủy phù vua cha độc tình hùng song làm chú thủy hùng tài mã dâng lên kim ngân phớ đẹp dâng lên ngài về tấu chép tên vành vành phê cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý khang tinh thọ trường phi do giúp mạnh đôi đường an minh phú quý mọi đàn anh thông chứng rằng ở nghiệp tông tâm gần xa kinh phai quan đơn ngài nữ cảnh bồng la ngữ cảnh bồng la câu thơ cổ vinh lúc khoa tài hiền diệu thanh nghe mát cờ tiên ngồi dòng dòng xa Long Vân Khánh Hổ, Cát Nhật Lương Thời, Thánh Đảng Giai Kỳ, Thượng Nguyên, Hàn Sơn Điện. Nay quan anh ta về, giáng đền, giáng phủ, giáng phúc lưu ân. Ban khen, ban thưởng, tăng phúc, tăng thọ cho thủ nhang đồng đền. Cho các thủ nhang đồng đền, đồng điện, pháp tân, pháp sư, tay quỳnh, tay kế, các đồng anh, lính trị, các bách gia trong họ, nhà nào lúc ấy. Họ Lý, người dư thế, số đế đình, mạnh trọng, cân tâm. Nay biết tu thiết lễ nghi kim ngân tài mã biết oai đình thần tam tứ phủ để thỉnh bóng quan anh ta lại vái bóng quan anh ta về và chắc dáng dương đồng và đầu đồng họ Lý nha. Ngày hôm nay quan anh ta về ban khen ban thưởng cho họ Lý được đồng khôn bóng ngoan đồng sang bóng lịch được cao tay bói chắc tay quyết cao tay ấn chắc tay quyền để soi ra bói thế trong chốn gia trung mồ mả đất cắt xa sự ruộng vườn của các gia các chủ đến với họ Lý để lấy danh về cho thánh lấy tiếng về cho đồng lấy y về cho bản điện của Hàn Sơn Điện và Minh Tâm Điện ha. Xuân thiên nhân nhân ngày khánh hòa yên yên ở trường sinh bảy văn bản võ bản trên thiên đình sân đàn quê tiêu thiểu nhạc vui giáp bạc bao phen
nhuộm đỏ hồng. Sông pha trong trần dạ như không. Ra tay cứu nước từ nguy biên, tiếng đề ngàn thu với non sông. Trình sang biên danh ngân sở bắc nguyệt lầu lầu soi ra chốn nam. Người con vua thủy quốc đông đình đệ tam thái tử giáng sinh ngôi đền sông. Tư chất long nhan thịnh mời thái tử đệ tam phương phi diệt bạo long nhan khác thường. Chức võ thần quy đủ bốn năm phương, uy ma chấm chính kỷ cương cầm cân này mực sửa ra nên cõi đời. Sân long ai cầm quyền thay chúa phép nhiệm màu tối tu tối linh lấy truyền thủy bộ chư dinh chỉnh tề đại giáp quan ngự miên dần gian. Chiếc thuyền lãng nổi phong xích bích hồ quân quân treo du lịch bốn năm phương, có phen tuần thú sông thương trở về tỉnh Bắc quê giang sông lục đầu. Có phen xa ở sông dâu sông hát khi lên gành xuống thác vui chơi. Hồng môn hiên ẩm xong rồi sai quân đốt gỗ xoan đôi trò hoa. Thuyền đồng trăm mái treo ơi dọc ngang bên lại là nơi đi về. Dài ra ghê lên càn quan xuống biển lạnh ra từ quý địa xanh lam đền thờ quan tam tia kiều vàng long long sầu hổ phục thạch thạch bàn rất uy minh. Được về thủy quốc một
có phen lấy ngọc liễu ly cồn cồn dâng nước phép thì ngờ ai đang qua đại giang, qua đại giang sông cao dòng sông cả trở ra về đọc đọc ngã ba tranh sư ca đàn hát tập tành thứ âm phu vị đàn xanh rơi bời đai áo mũ vào thơ dăm ba đồng đồng tử theo vào tông vương phụ gia chầu mẫu vương cũng có phen cài phi phương biến hóa Nghệ An thường ngược đại giang chiếc thuyền rồng treo quấy một loan khí rơi sông vì lúc rơi sông cầu ngừng giờ lâu phang coi đi nhân thứ kíp sai lên đi cứu trợ chân gian một tay qua lớn thái tử đệ tam cứu sinh sinh cũng làm mẹ giải oan đẹp cũng nhiều sướng ơi quan lớn đệ tam về tới lành giang khuôn phù các sư đệ tử khang đinh sai trường thọ thanh gia vua phong choi choi sắc rồng quyền quan đệ tử uy hùng ngài dạy vàng thanh gia hồi vùng lâm liệt tung hoành gia huy lâm liệt tung hoành sư ta sát quỷ quan lớn quần quần xanh hải bài cảnh thiên thai quan lớn tuần ngài giáng ở các bộ đàn náo nức nghe dừng hoa lại trở ra về châu thôi lại trở ra về truyền quân dâng nước nghe quỷ tề tràn tràn khắp nam bang sấm vang nghe từ đây bóng nghe long nghe hầu nổi dậy nơi nơi những phường hải nước đi hải đòi giang tà quỷ quyệt tội trời ông lớn ngài không dùng nghe sóc tà sát quỷ trừ tinh quan lớn tuần và phép anh linh quyền ngài cai quản tướng thiên binh nhà trời thank you.
Trước là bảo thiên đình, sau ra thu trong ta tinh men này đi ra trần thế biên này. Có sứ dâng lên trần gian, có sứ dâng lên dâng quan để ngài chép tên thành thành khi cho các đệ tử trường gì. Cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường khi cho dũng mạnh đôi đường. An ninh phú quý mọi đàng anh trong chứng giang đang ở Nguyễn Đồng Đồng Thân. Quốc thái dân an.
đi lệnh vua bàn số sinh số tử liệt hàn kỳ ngài chép biên. Vốn đặt bấy tử thương cổ lai
đã bao phen xuất nhập trang đài, vua ban chấp chính quản cai triều đình. Sắc ban phong ngài thông chi tam giới, hay chóc thà sát quy sự kinh, quang tuần và phép anh linh, quyền ngài cai quản đường âm binh nhà dưới. Mình sang bóng quý nương quy trời thì khi đoạn trang tôn văn lớn tuần ngài hiển hách ai đang về đây tế độ trần gian được nhờ. Thiên thần cơ, thiên thần cơ ra uy hùng hồ, đương uy rời tê độ sinh nhân, đùng đùng đối trận phong vân, thương đồng bán dô cứu dân quát sử ta. Đệ tử ai cũng thỉnh cường, hai nguyện độ buôn bán trăm đường, tiền tài linh loát bạc vàng đề đa. Nguyện thứ ba, nguyện thứ ba cho canh hầu đắc lễ, độ đệ tử con phú quý sang giàu. Bốn nguyện đồ được sông lâu, nhờ ơn quán đơn phúc lâu giàu bi. Con xin nguyện tịch tương công đức, cúi xin nông bản phúc nghĩ hà xa, xin nông mở lượng hải hà, đổ cho non nước nhà nhà bị hưng long. Con xin nguyện giữ lòng trong sáng, sám hối thì chẳng dám đơn sai, mong mong ông hạ bút hoa khai, cho dân Nam Việt được biên tài vì thường. Nay con nguyện, nay con nguyện đề hương dâng tiên, cúi xin đồng thương đến đồng gia, xin ông mở lượng hải hà, đồ ai cũng được mặt hoa ra hồng. Con xin nguyện một lòng chi kinh, xin lễ nghi chẳng tính với ai, xin ông giáng phúc sự tài, cho con được giữ lòng tài công danh. Con xin nguyện chúng thành tứ phụ trước hội đồng văn vũ bách quan, căn cao lên mới mở phủ tôn nha, khi làm tôn thanh thì chẳng tham giàu nghèo. Con xin nguyện tu theo thiên sao, ông khai tâm mộng đào muôn linh, khai cho trí tuệ thông minh, khai cho song nhẫn được tinh được tường. Con
nguyện đèn hương dâng tiên. Con xin nguyện đèn hương dâng tiên. Cúi xin đồng thương đến đồng gia. Ai mà lầm lầm lỗi truyền tha, đủ cho con đường vinh hoa đời đời. Nay con xin nguyện theo thầy bạn thế, ông lai lâm cứu khổ độ mê. Xin ông lấy nước thoải tề tắm cho đệ tử mọi bề thành tao. Nay con nguyện được thông đường tổ miếu, bài ông về khai trương cảm nguyện. Cho bà tổ ông mạnh hộ gia tiên, thoát đường trần tục đường lên minh trang đài. Nguyên tiền tài không tiếc, nên tiếp này có giá gì đâu. Đệ tử này quỳ gối dập đầu, bạn chiều sẽ bóng xin theo hầu tôn qua. Trên thiên đình ngài còn đương cha sổ, hãy quan đơn về ngài đổi số cho ai. Thiên đình mặn mặn võ quan tài, quan tuần lịch sử chi trai anh hùng. Đêm cùng ngày, đêm cùng ngày giữ việc xong cung. Đội lệnh cứu trùng tê đồ muôn dân. Ai người cầu nhân đắc nhân, cầu phúc đắc phúc bản thân được điều hòa. Ngài kiếm chi tam giới đất hòa, nay về nàng hương xương ca điền tiền. Chữ thập cải thành chữ thiên phù hộ. Đồng đệ tử thiên niên giai thọ chưa. Rồi lại trở ra đi gửi tương bạch hồ quan niên sầu thương thiên. Lệnh nga ban xuống cung đình hài đảo xích long châu đón nước nghe quan tuần tranh. Trên dòng sớm hôm mai, đồng tình vua cha bác hải đồng tình. Nào tiên quan điều thất ngày hành tình khác thường. Xuân Nam Thiên Hải Hà Trung Thú, nổi dấu thiêng ở phủ Thái Đình. Hoàng Diệu Giáng Sinh có quan. Hoàng Diệu Giáng Sinh giáng vào Nguyễn Tộc ông ơi phúc lành quyền cao. Xe ra hồi cung cung quảng an phất phơ bóng thò người trần gian ai dám ngỏ sự tiền. Châu quê ai lâm cung thịnh mời châu quê cung thương ác ngọc lầu tần châu đệ nhất vào ra khắc châu đệ nhất giữ sổ tam tòa ngày chơi phụ chính quốc hoa cầm quyền thành ra hồi cung trên ngàn dân văn tiên thành thượng ngàn đông thương quần quan sầu và giác điện tiền xứng đây thành ra hồi cung
đệ tam dầu thủy phú thiên thai hành vân xá vũ làm dày gió mưa dâng nước một giờ trầu ngự mây dâng nước nghe một giờ vua cha thắm hỏi đền thờ ở nơi nào. Chúa từ buổi dạy dâu sương tuyết đầy non xanh nghi bóng nguyệt nghi thần thơ sớm nắng mưa chiều chim khắc khoải như khêu mạch sâu dòng châu lạ cha quý hương an thái xã xanh có
danh rõ truyền. Phục bệnh hoàng thiên điều thời, phục bệnh hoàng thiên ngự đồng ảnh mong nghe khắp biển gần xa. Thành xa hồi ai lên tới Lạng Sơn châu đổ ngắm cảnh rừng thác đổ xuôi dèo. Tích tích lê chiều châu năm giờ trang, tích tụ lê chiều suối lân công chúa mỹ hiểu diệp hương. Thay ra hồi cung sắc phong mơ châu lâu luôn lương bốn dòng lệnh tộc mình xin xin con cả hiu lục sang là nơi cát địa chỉ tư đền số đây là nơi chúa tiên vẫn lệnh tộc như người. Điên ngọc xa ngoài bàn loạn đêm bay xuống trần gian bao mộng bà trần thị hương tâm đông bao thai tháng năm giờ tí mùng mười tươi là như hương đôi tôm nó vui vui mừng hơn thơ cả làng xí số bao nhau mừng vui như nghĩ sờ câu đi. Chưa để đến xong
tức thì đôi mươi tháng chín kẻ thân về xa lạnh hồn hương đôi tôi miên sầu thảm nhớ thương. Lâu nay thiên đình sái xuống mạng hạt rồi sâu trở về tiết thu sang bờ đội đua thuyền ý. Soi soi nam biển bồ phương thái hồ
sóng đang xa đỏ gần xa. Rói cho non nước nở hoa bốn mùa, sầu rói cho non nước bốn mùa nở hoa. Lộc cho lắm về đây càng nhiều, ban cho dài nhất sang yêu. Ông lộc cho nhiều năm mai năm xưa, thành đồng con nhà khói phục thờ. 30 mùng 1 11 đi hùng rằm, 30 mùng 1 mùa xuân bông quỳnh hoa thoảng mát xa gần đi à. Núi dùm vô hoa tức tức cười.
về tớ kỳ ma nửa đêm giờ đi số lục hiện ra miếu đồng tiền cũng có phen dưới chốn tình tuyên ý. Đỉnh đôi đá tính trần gian ơi thì đừng có mà chiêu hai măng kiếm thùi châu đều bỏ ngay trở ra về mới biết linh thầy con sách hai xảo kêu ngay châu về ngôi đền thờ hoàn cảnh gian hề ký à thành ca con thỉnh mời số bảy kim sao thanh la ngồi đông đông đại tướng bát ngàn bao phen lừng lẫy chiến công uy hùng thanh la ngồi nguyên sư sâu kỉu theo mẫu về trời anh linh xuất hiện núi đồi thanh hoa xe ra ngồi vùng đồng mỏ chi lăng ai lên đồng mỏ chi lăng dầu người đến chúa cứu dân tiền diều thanh ra ngồi vùng xin nó cao mát mẻ cung thỉnh mời sâu bé tôi linh ngọc diệp rành rành kim chi ngọc diệp bé rành rành sâu bé bắc lệ hạnh rành hạ trần một bầu gió hát răng thành sỏi đá ong một vùng sơn thủy thăng sông
sơn thủy thông sông, đồng đăng biên giới kỳ cùng thất khê. Xăm tứ quả hải về dân mẫu, hai sau bi củ đầu măng tươi cơm làm sáu 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 củ mai. Sơn sang tình bình 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 bằng bằng xúc bằng bằng sang
măng xe măng mưa xà vàng cơm lam, có khi xúc mãi mới đi tìm. Trần con yêu dâu bé ngàn tối ly, quang đi cô ca xa ai xa xa, chúng như đang đi 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 hái hoa trên ngàn xa, đứng đêm đang xanh cao bao chim chim ca hát các bon, thấy trâu về con suối mi hát vàng. Mây che nắng gió gieo đầy tình tình ta, đôi chân chân bước lên quan tài nhẹ nhàng, mắt long lanh anh bôi như hoa xa chân như ngọc ngà, suy tóc ăn hương thương bay. Chiều ca tay ơi tay ơi về bạc rừng vàng, đem gió chăm ho dầu thoáng đi đời đời, dầu đem gió chăm ho đời đời lâu xa. Khăn làm mẹ đại
mà tính đành hành đã có tiền vàng ý à. Cũng giống cơn khách quán đàng nhắc chúc cơ thể tiết nàng nguyện ca khi hội họp xăm ba bà mừng mãn hiện ra người buôn buôn bác hàng rơi ý à. Thay ra hồi buồn vẻ khi toan ra que bóng quan hoàng cả ngày vẻ khi toan trang tuyết thua xa trắng mây nhường mái tóc sạch thay xa hồi buồn đem quân lên ngàn quan hoàng đôi đem quân lên thượng ngàn đi đụng súng nổ dọc ngang bốn phương trời đã lên tới nơi quân đông đôi hoàng người đã lên tới nơi phát truyền viên sứ mọi lời mẹ thay ra hồi bùng thủy phủ bao xa con đường về thủy phủ bao xa ông bơ có điện thất bảo có tòa đại dương ngọc bích kim cương quan hoàng ma có lồ ngọc bích kim cương có rừng ba la áo có đường hoa sinh trên thiên ngọc dầu bay năm sắc dưới thủy bề nước rẽ làm đôi thay xa hồi cùng gió nam thoảng hương bay ngào ngạt bóng ác tà đã ác nghe non đầy mặt nước hơi đầy trăng mặt nước hơi đầy bảo hà cổ tích nghe xưa nay còn chuyện đức hồng thành ông trấn miền bắc địa hợp binh hùng lục thủy thao vàng bảo hà đã lại lên trên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên giao cảnh lê viên khi hạ về quan hoàng bảy ngày giao cảnh lê viên thú vui du ngoạn ông chơi liền có hoa dâng dâng khay văn văn mộng vẻ vang ý thay là bóng ác
bóng bóng ác à đã ác ghi non tây sang nghi bạn bạn nước vui đầy bao hà cổ tích ngơi xưa nay đi lưu truyền đi thân cận thánh chúa tiền trung vương nào cô quạt nước
cô phá trà. Cô phá trà mời ông chuốc chén cô long đi hội quần tiên. Quần tiên chuốc chén cô long tay cô nâng bình ngọc để các bạn tiên dân chén trà. Chén trà mời ông hiến thượng kim bàn sao long. Hiến thượng kim bàn mẫu đơn dâng xà long tình. Nay thời nhàn hoàng hiến vui rước quan hoàng sới. Ba chén khuyên mời dâng hồng trà. Hồng trà ba chén khuyên mời hình hương mỹ vị ngọt bùi kia chân a chân a chân được bùi kia chân. Hoàng bầy la con ngôi thường đi đức vua cha giáng tài sơn lâm sân bào diệt mạo hương tươi vẻ hồng dũng tươi tốt ông bày đẹp ác nào hoa. Nhà thu nhã tiên lúc lúc ầm trà kiếm cung ông bảo vệ sơn hà. Khi thời giờ thu bàn trà ngự rất xa à, thổ mang hội đồng người mới lệnh ông sai. Thổ mang hội đồng phụng ngay ngay thanh giá rước ông hồi cung bảo à thanh xa hồi sông đất chỉ rơi hương thiêng hương một miền lòng thành rất tiên văn thịnh mời ông xin cơn môn. Ông nghe thiên triều Bắc Quốc nghe một huyện xưa ông ở đất nước nghe Đại Minh. Cửa thiên môn nghe dốc chi tu hành phép luyện tập mê ra giành được người. Tâu thỉnh ông nay
thiên triệu bắc quốc nghi vốn huyền xưa ông ở đất đại minh cửa thiền tôn rộng chí tu hành phép thái thượng nghề ra tay luyện tập sự sự viên đông nỡ nữ thiên nhật chiếu diệu thì hòa đồng chiếc quạt bằng tay
oan hoàng bác phe phẩy nhẹ nhàng. Đèn loa trông rục rước văn bác ngày du xuân. Trông lên na đình giang đón thần nè. Thấy quan hoàng bác ngày anh linh nghe ngà chân. Dùng ông mi đứng tựa thành bàn, tai nghe tiếng hát tiếng đàn lá thông reo. Sóng đền vàng khói hương nghi bút rượu đào, vì hót tiếng dần dần lên. Của thế nên quan bát ngàn giáng thế là nhà lâm. Xin mua trang đá chuyện là ba sai quan bát phán xà phán số. Tiên văn văn đà hát để hầu ông. Vì ông đệ tử có lòng, ông bác giang trần ông chứng á tâm mẹ. Lộc sơn lâm biển bạc rinh rinh vàng, ông đổ cho đồng cho ghế ông đi được vinh quang. Xin thái bình hòa chiếu xa dân, hồi sẽ ra về đây đây thì trốn sơn sang đuôi dựng muôn thú vui thầy. Thập thầm gì tiên là lệnh ông sai, thập thầm gì tiên là các cô tiên yêu đó dắt ông lên tiên đỉnh đâu đôi ngã phía xa. Dân phu Nghệ An ngự huyền thiết bà làm quan phủ dày. Nhân ngọc luồn tay vòng vàng, nhân ngọc ngọc đi luồn tay, cổ đeo kim khách chân dày, chân dày thiếu hoa. Thank you.
sai chiến ngang là bích phê sai. Cảm phiên chữ tướng người nào lai hộ chỉ tả sai binh bộ binh tùy. Yêu sai binh ma à ra đi ầm ầm hoàng kỳ chân chữ trung tâm. Thanh kỳ đẹp chân lý phương đông cõi ngoài nam phương cờ đỏ rực trời tây phương cơ trăng hòa bài kinh đình. Ở trên nhà thùng dung nghĩ đứng tựa thành bàn tai nghe tiếng hát tiếng đàn bằng lá thông thông reo trông lên ngọn núi chân đèo xuôi trong nước chảy chúc reo ở quanh quanh sườn xa xa thoáng thoáng núi hương không bằng một khóm xa lan hậu gần xem hoa nhích lại gió gần ngắm hoa rồi cứ tần ngần hoang bước ra mắt nhìn thăm thẳm phương xa kia đôi chị em nó đã tung tung bay cành ánh trời tươi đẹp lắm thay nhìn xem cảnh ấy mà lòng này hoàng mến yêu đường chung chín đón văn hoàng mời là khách văn nhân đức hoàng mời là tài tử khách văn nhân bước vô trong đồng tay nâng bước mạnh tiểu đông con đã ra mời ông ngự tòa đi hoàng ngồi bình. Đưa đường hoàng tử lộ trình tới đây tay yên xuống xe diều đào nhất tuần sơ nâng lên bị ngọc các cô nâng người là người rước quan hoàng rơi các cô nâng người rước quan hoàng người rơi tay thiên chúa chén
yêu nào tuần hà dâng lên để ngọc hạ nâng bao là mời rước quan hoàng mời rơi các co dâng vào rước quan hoàng mời rơi tay tiên xuống xem rượu mời tám chung tám tuần chung nâng lên bệ ngọc các cô nâng lên mời à mời rước quan hoàng rơi các cô nâng mời rước quan hoàng mời rơi mà tạo hòa xưa cả lẫn mơ thần. Để cho dân nó ấm cho được nhà bình an chứ bấy lâu nay bấy lâu nay ngày có mong tháng ấy con đợi năm chờ hôm nay mới có gì vì tỏ mặt ông nữ đề thơ sao cho đành một thương chứ một thương con lại nhớ mong hai thương con lại chừng ngóng trông nghe chừng ngóng trông người về lời thế bốn thương hẹn mùa hoa nở ông người lại mê chứ với dân thanh ra hồ khi thanh nhàn cô nàng cả lên sơi hàng tổ sắm đủ khăn ba màu áo nhiều hoa thỉnh cô đệ nhất cung hằng ngà nhân khi cắt nhật cô sang qua điền điền chơi chơi hằng ngà cô còn chơi chốn hằng ngà trời trăng trăng xế chiếc đà thu vòng thanh thao hồ thiên thai là cảnh bồng lai tổ cô đôi thương cô đại tài hai hoa thanh gia hồi nhiều thuận nữ chung cô ba đẹp bằng nhiều thuận nữ chung so vì tài sắc tiền cung ai tài đàn ngọt hát hay tình cô ba cô đàn ngọt lại hát hay huyền cầm cô đây bốn năm giây tinh tình cô chơi đâu riêng một đền một phủ thiếu thứ gì
đồng sắm đủ dân cô anh dân cô quả non đôi hài dâng hương dâng lược nhận vòng tay chiếc quạt ngà tông bóng tông bà
cắm sao để đó quan sướng ca hai ngày treo về phủ dây tô vào lễ tô ta hai công đồng treo về phủ bóng cho tới đến chùa bối về đến nơi chùa lô đêm dần đêm giờ ninh ninh xa từ đại lộ đức vua bè lại treo đua treo lên trên trời bắt quả đào thiên dân của cha thượng đế lấy danh cho đồng lấy ngày hôm nay 16 tháng riêng cô về điện đây điện đến cô ngự đồng điện xinh cảnh đẹp mọi bề phong quang thiệt đà thiệt là đã bước đi bên vàng đôi tay xin cô bơ cô gác mai thả câu nói cô lên đẹp khoan hò du sống tựa thể quang cung quả tàng tinh 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 tàng áo trắng khăn lồng lồng đẹp làm sao mây áo trắng lại khăn lồng rõ ràng cô cái ba hoài ở trong ba bông cô mới về tình tinh tinh tàng tình
miệng nói đông nghe thương. Ai mà không biết nghe tình cô đi khó chiều. Biết cô ra thì phải đến kêu vang cô đòi thương.
nghe đến kẻ chân phạm toàn lắm u mê cửa điện đây. Điện đây khuya sớm cô đi về. Điện đây thay xa hồi buồn dâng văn tôn hiệu cô mười Lạc Sơn Đông Đỏ sớm khuya ngồi thay xa hồi buồn non xanh ngắt núi đồi huỳnh huy đền đồng buồn tú khí trùng linh. Thần hoài chẳng nhìn mặt nước bí gành ngài. Việc sóc hoài cần mẫn sương sương mẫu vàng coi sóc các toài. Vì đồng buông
ơn cô bé bản đường thịnh thái đất đông cuồng đã dậy linh nhập nhu cả lượn xước gành. Vượt 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 vượ
cô bé bay về bàn đêm vui vây.
quay cưới bề bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu xa đời đời, cô đến cho trăm họ đời đời giàu xa. Cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trắng